hôm nay ngày đầu tiên được xuất chùa. Look at him. Hi. Rồi, ở nhà được gần nửa tháng rồi mà bây giờ mới được đi ra ngoài này. Đó, hôm nay trời ngoài nắng đẹp. Cho nên là đi ra ngoài mua đồ ăn với dụng cụ mình cần á. Để cho mọi người xem hôm nay trời nắng đẹp. Trời trong xanh ha. Thì hôm nay mình đi tới cái siêu thị này, siêu thị của Tây, có nghĩa siêu thị của người Ý. Gần à, cũng gần đây không xa lắm. Thì mọi người đi theo mình xem siêu thị ở siêu thị châu Âu khác với siêu thị châu Á trước cái video trước mình quay như thế nào nha. Let's go. Turmeric. Đây là củ nghệ bạn, củ nghệ bên này nè. Các bạn bao nhiêu hả? 3.99 nửa ký. This is for one honey. $4. $4 for one. For one. 80.000 một bịch đó, là một miếng gì đó. Đó, cái dĩa Việt Nam mà rẻ bên này là nợ mắc kinh khủng luôn. Cam là cam Mỹ nè, 2.99 ba 60.000 nửa ký. Một ký vậy là khoảng chừng 130. Con này cam của Mỹ. Yeah, we have no orange. Giờ mình mua mấy cái cam đi. We just have US orange, right? Yeah. Yeah. Let's look at it, honey. Rồi cái này là cam. Cam Mineola hả? À, một ký khoảng chừng 140 các bạn. Four okay or do you want six? Yeah, four honey. I think enough. Đó, còn bên kia là bưởi. Bưởi đỏ. Bưởi đỏ này cũng như khoảng chừng 100.000. 90.000 ký. Trái cây đây nhìn tươi này hả? Thật sự là cái siêu thị ở đây á, ở nhà hay đi mua trái cây với lại đồ ăn rất là tươi. Yeah, sao áp á. Đây, táo ở đây. Bên này là organic này. Táo gala. Gala ở đây là giá này. Khoảng chừng 106.59 là thôi, 7 đồng nữa, 140 ký. Còn cái này là Grand Smith, táo xanh đó. Cái này táo organic luôn này. Đó, thì cái này nó mắc hơn cái táo đỏ, gà la kìa. 8.80 đồng một ký. 8.80 đồng là khoảng chừng 106-107 gì đó. Fuji. Thích nhất là cái táo Fuji này. 6.59 một ký. Rồi khoảng nó bằng với cái giá táo của Gala đó. Khoảng chừng 140 một ký. Chắc thì nhá. Rồi thêm mấy cái táo. Táo ở đây ngon các bạn ha. Táo đỏ này. Có nhiều loại táo, đó là sweet honey. This sweet honey we have before, honey. Yeah. They sweet were a honey. Little. They were a little disappointing. Oh, it's not so sweet, eh? They were okay, but. À, cái táo này sweet honey. Nó mắc hơn mấy táo kia, nhưng mà không phải là của organic. Cái táo này của Ontario hết á. Cũng tiền 8.80 đồng. Còn cái táo này là gì? Macintosh. Có nhiều tên ha. Macintosh là cái táo này để làm this is for mac pie, right? Này để làm bánh này. No. Yeah. No? Không phải. Those who would use those, they're for eating out of your hand. They're also really good for crunchy. Like
jams or spreads because these break down into like sugar. Oh. Nhiều là ngoài loại lắm ạ, rất là nhiều là cá. Đó, tổng cộng của bên bên kia nó kìa sao. Ồ, đi. Táo bên này là táo của Mỹ nè. Còn bên kia hồi nãy là táo của Ontario. Đó, nhìn ngon quá ha. Táo của Mỹ bao giờ nó cũng hình như nó rẻ hơn. Rẻ hơn của ở Canada. Này rau củ làm sẵn rồi, nhìn hấp dẫn không? Rau củ làm sẵn nè, có phô mai, bánh mì, đây, nhìn ngon quá ha. Nước ép này, thích nhất là cái siêu thị này là nước ép rất là tươi, nhưng giống như bạn lấy cây tươi bằng ép vậy đó, tươi và ngon. Qua bên này hai cổ trang muốn ngập thở luôn.
not feel like train cold. Junk food. Snack. Oh my god, today they have buy more, sell more. So they have discount today. Yeah. Cái ngày mà bệnh rồi không muốn ăn snack á thì nó có discount. When we sick we don't want to have, they have discount. So hôm nay nói chung là ăn uống điều chỉnh lại chút cho nên không có ăn có mấy cái snack đó nữa. Ăn chắc tối giữ sủa giữ nhà luôn á. Ở đây cheese. Phô mai. Đây phô mai ở đây thì có thể ghê bẩn phô mai. Chưa thấy nào cũng có phô mai bơ. Bơ này thơm lắm này. Bên này là gì đây? Đó, cái đế, đế pizza. Đế pizza chỉ cần mua này về chỉ muối nó lên bỏ vào nướng thôi. Đó, không hảo được rồi. Không cần cái làm nữa ha. Mất công. Còn đây là mấy cái rau củ. Không thấy rau củ, cái gì ta. Cái berry nè. Berry đông lạnh. Thì chỉ cần bỏ vô xay thôi. Làm sinh tố. Thì đi một vòng mình khoái nhất là cái chỗ này đây, đây cho mọi người xem nha. Bakery đó, bên này bánh bên này mọi người chơi luôn, chút nó quay lại sau chắc. Oh, sandwich, I think we need sandwich. Sẽ mua sandwich để ăn sáng. Sáng bên này không có phải như Việt Nam làm tô phở, thời gian làm tô phở đâu bạn. Thường thường sáng bên này là cái gì nhanh gọn lẹ cho nên là đây để ăn sáng đây đó. Bên này phô mai nè, thấy phô mai mê mẩn chưa, làm gì làm chứ phô mai là không thể thiếu mà. Cái bánh này ăn sáng nè. Đây rồi cái gì đây, thịt nguội. Giờ qua bên này thịt bò đi. Cho bạn coi một bảng đùi heo full cốt lát. Trời ơi, cái đùi heo này mà có heo bên này rẻ lắm hả, không biết sao nữa. 3.73 đồng một ký, có nghĩa là bao nhiêu, 80.000 ký heo. Cái đùi nó có mấy ký hả, riêng một mảng sườn thì 15.37 đồng, có nghĩa là khoảng chừng 200 mấy. Bệnh xong cái não mình nó bị chậm luôn rồi. Tính không nhanh. 10 đồng đó, heo đó, quá trời heo. Cái này phải kiếm ba loại heo, mình sẽ mua một miếng ba loại heo để làm Tết sắp đây rồi, cho nên là mình phải làm cái món gì đó của Việt Nam. Cái món gì đó của Việt Nam. Thực sự những ngày gần Tết này bạn thấy nhớ nhà kinh khủng luôn. Nhớ lắm. Mà ở đây lắm có ba rọi về sao. Ba rọi đó trời. Honey, they don't have the belly pork. They don't have the pork belly. Oh, they don't? Yeah. They don't. Này, mình mua gì đây? Bò xúc xích. Cái này con thịt con gì nữa nè, lam à, cù. Quá bị thỏ luôn nè, đây bán thỏ nha. Ui, đi vô thỏ
nửa ký à. Thực sự nó xuyên suốt là ở Việt Nam cũng ngon hơn. Còn bên này là gà. Đi qua với bạn xem cho hôm nay để cho anh chồng đi chợ đi.
cũng xấu xí hơn, nó nhỏ hơn á, vậy thôi. Cái phần tay là cái gì, khi mà mua cái phần tay với cái uống khác mà dễ uống, cái mùi vị nó khác, cái thơm hơn nhiều. Hành thì sẽ chợ nên thấy gì là lạ là cũng thích hơn, muốn đi chợ ngày xưa đi mua cá nóc luôn rồi. Về ba nhìn mua cá nóc hết hồn, mua cá mà nhìn nó lạ lạ bắt đầu mua đó. Thì cái hàng organic bao giờ nhìn nó không có ngon bằng cái hàng bên kia, nhưng mà nó chất lượng. Oh, this have many color here. Ở đây có nhiều màu, vàng đỏ cà rốt, vàng đỏ trắng cà rốt à, chắc không cải đâu, nhìn nó nhiều màu. Vanilla sweet, đây xem bánh mì ở đây nhìn rất là ngon, rất là ngon bánh mì này. Hi, do you want one of those or? Yeah. I'm looking for. I'll go with the white. Oh, that's good, right? Well, that's something that before I got. It looks like Vietnamese bread. Bánh mì. Oh, that's one, honey. So, do you want the baguette or do you want the ciabatta? The same, right? Well, no, slightly different. Oh, this is the one. This one, honey. This is Italian, this is French. Oh, this is French? Yeah. Này là Pháp này, của Ý này. Italy. Italy? Yeah. Okay. Đó, bánh mì mình hấp dẫn nè. Mình mê mận bánh mì nè. Yeah, I want to make food. Ở đây không thiếu cái ô liu chua bạn. Còn cái này là bánh. Cái này cũng là bánh croissant. Thiên đường của mình đây. It's cranberry is really good, honey. Cranberry too. Yeah. That's cranberry. Yeah. Oh, this cranberry stuff?
Yeah. It's got tons of sugar. But have no sugar? Oh, it's got lots of sugar. Oh, I think, oh, because blackberry is just sour, right? Yeah, and they make this from concentrate, so it's more sour. Hạn chế ăn đường. Cho nên là chỉ mua cái loại đồ uống nào mà không có đường thôi. Đây, cái cà chua. Thực sự cái nước cà chua này mình uống giống như là nó ngon thì ngon thiệt á. Nhưng mà uống giống như cảm giác giống như mình đang ăn, đang uống cái nước sốt cà chua vậy đó. Cảm giác là giống như là mình không có enjoy khi uống cái nước ép nước cà chua trong bình này. Uống cảm giác thì giống như mình đang ăn nước sốt cà chua. Này. Nước ép gì đây? Blueberry. Mm-hmm. Wild blueberry juice, fresh. Mấy cái hạt này, đủ loại hạt này. Đó, hạt này. Kia là gừng này. Đầy đủ, mà nhìn bên này, chợ bên này nhìn nó tươi, nó ngon mà. Mà bắp này. What do you want to that, honey? Bơ này. Bơ này ngon. Bơ này 2 trái 5 đô. 2 trái và nhiều 5 nhân 2. 2 trái 100 ngàn. Cà chua này. Thịt bơ này. Bơ này ngon chín hết rồi. Chín hết rồi nè. Cái này thịt bơ đi ha. Bơ ở nhà còn. Rồi để em chọn cái mùi nữa đi. Ôi, còn bên này nè. Cái gì đây? Khoai tây. Khoai tây nhìn đủ màu ha. Đó. Khoai tây này rẻ, đây không mắc đâu. Khoai lang. Khoai lang mật nè. Khoai lang này ngon, nướng nó ngọt. Đó, khoai tây. Ở đây là chủ yếu là cái ăn chính thì là khoai tây chứ không là cơm. Cho nên ở đây khoai tây bắt được cặp như gạo thôi. Con là khoai tây, một bịch gì đó, một bịch chỉ có 4.99 à, khoảng chừng 80 ngàn. Hành tây, hành này hành ngọt rồi, nó không bị hư. Đây, chín cốm, 4.99 một trái, xoài, 3 trái 5 đô, không mắc đâu. Trà này nó chín. Củ nó chín rồi nó cái này 2 trái 4 đô nè, 2 trái 80 ngàn. Gia đam này đủ rồi nha, gia đam chuối đó. Bên kia là dưa hấu, dưa honey chill, cái đấy ngọt. Honey chill có 2 loại, loại màu vàng cam, màu nâu. Yeah, so that's it. Go to buy meat. Đây là dưa chua, đủ loại dưa chua. Ồ, gạo. Đúng. Này nó cũng bán lên bánh phở nè, chứ bánh phở. Bán đồ Việt Nam nè. Phở là bên này hình như siêu thị nào cũng có. Cũng thấy bán bánh phở nè. Mà mua mấy cái đồ châu Á ở đây mắc hơn mấy so với siêu thị mà châu Á mình đi. Cho nên là tới đây không còn phải mua mấy bánh phở đó đâu. Đó, mì, phí thì không thể thiếu được. Chợ hôm nay, siêu thị hôm nay khá đông. Ồ, hôm nay giảm giá quá trời luôn. Bánh. Cái siêu thị này nó không có lớn lắm mà. Nó cũng vừa thôi, mà đều đồ ăn nó chất lượng đó. Bánh ngọt. Còn bên kia này da u. Ồ, bên này da u phô mai rồi, khỏi chê rồi. 2
ký, khoảng chừng 500.000 600.000 một ký. Đây cereal và ăn sáng, còn công ty thì xem mật ong quan trọng, mật ong hay sao? You want to go chen? This is chen chu. Rồi cuối cùng đã xong các bạn. Đó cái siêu thị đó tên là Longo's. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh Cherry ha. Mình